Chào cả nhà, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cách sửa dòng máy cắt cỏ này ha. Thì cái hiện tại nó bên máy cắt cỏ này là 1800W nè. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem nó bị lỗi gì ha. Bây giờ mình gắn pin vô, mình bấm công tắc ha. Trên động cơ nó không chạy động cơ hết cả nhà. Nó không chạy. Được động cơ thì vẫn xây bình thường. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra kiểm tra xem nó bị lỗi gì nha. Hai cả nhà, thì cái cách kiểm tra dễ nhất là mình sẽ kiểm tra cái chân pin này trước này. Này mọi người thấy không? Nó bị vô hết dây nè. Trước mắt là mình kiểm tra chân pin trước, xong thứ hai là mình kiểm tra cái công tắc. Kiểm tra cái công tắc. Thì bây giờ mình cứ ghim pin vô. Ví dụ như giả sử chân pin này nó ok đi, mình ghim pin vô, mình kiểm tra công tắc là mình lấy cái này nè, mình đút cho hai cực của công tắc ha. Để cho nó nói tắt lại, điện này là điện DC không sao cả nhà, cứ lấy cái kéo đút vô đẩy đó. Thì nó nếu mà nó chạy á thì nó bị hư công tắc ha. Còn nếu mà hai cái này không chạy nữa, hai cái này mà không chạy nữa thì bắt đầu tới kiểm tra động cơ ha cả nhà. Bây giờ mình sẽ hàng chân pin một lần. Bây giờ mình sẽ ghi nhiều thử không? Đây ghi nhiều thử mọi người thấy nó chạy nè. Nhưng mà nó bị thêm một lỗi động cơ nữa nè. Là động cơ hư đạn hết cả nhà. Cái động cơ nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ thay động cơ ha. Thank you.
Thức luôn hả? Tịch. Ăn cũng ngon hả? Đây, mình tháo ra ha. Ẩm mướt cỡ này nữa thôi nha. Cho thêm động cơ dây đỏ ha, dây đỏ mình gắn vô màu đỏ nè. Dây đen mình gắn vô cái màu trắng này ha, không có màu nè. Thank you.
Thì video mình tới đây xin được tạm dừng. Thì mọi người xem video nhớ cho mình like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.